làm rơi tai nghe AirPods xuống cống, chàng trai quyết không từ bỏ và cái kết. Nhà tôi ba đời làm bác sĩ nội soi, đến cái đời tôi thì cũng đi nội soi mà soi dưới cái nắp cống để lụm đồ bị rớt. Cái đó chàng trai đang tung tăng trên đường, chợt tai nghe nó rơi mất tiêu. Anh lấy định vị coi thử thì thấy đang nằm dưới cống thoát nước. Nhanh trí anh lấy điện thoại, mở máy ảnh soi qua một lỗ của nắp cống. Lỗ còn lại anh soi đèn pin vào, tay cầm cây hít 500, vừa soi đèn vừa lần mò theo màn hình điện thoại. Cuối cùng kết quả thành công ngoài mong đợi, anh đã giải cứu thành công bé AirPods Chan bị rơi xuống đường cống tối tăm. Kỹ năng điêu luyện như bác sĩ nội soi chuyên nghiệp của anh đã khiến cho nhiều người phải trầm trồ thán phục. Nhiều người còn thắc mắc không biết anh đang là bác sĩ nội soi của phòng mạch nào. Một số ý kiến khác được cộng đồng mạng để lại: kiến thức sanh tồn này đã được tiếp thu. Anh sinh viên học bác sĩ thực hành năm cuối và chiếc tai nghe may mắn. IQ thế này thì ở tầm thượng thừa luôn rồi. Cái nắp kính thế mà anh vẫn để rơi xuống được thì có thể thấy thời anh tới rồi đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.